Lưu ý trước khi xem, do chuyện tranh ra quá lâu, với tốc độ này phải 3 bốn năm nữa mới hết, anh em đợi chắc cũng lú cái người, nên mình làm bộ tiểu thuyết ghép át này để phục vụ anh em. Chuyện sẽ đi sâu vào nội tâm nhân vật, phân tích bối cảnh, đấu trí cực căng, nhưng hình ảnh sẽ không khớp hoàn toàn. Chúc anh em xem video vui vẻ, nếu thấy hay hãy bổ quả chia sẻ, like và subscribe để ủng hộ kênh nhé, mãi yêu. Thái tử, mặc kệ ngươi có tin hay không, chấm đều muốn nói, mãi đến một khắc cuối cùng, chấm đều không hề từ bỏ qua ngươi. Trầm ngâm thật lâu, hoàng đế cuối cùng thở sâu, mở miệng lên tiếng Thế nhưng thái tử lại như nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời này, lắc đầu như điên, cười nhạo nói, không hề từ bỏ ta. Cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Tại tiệc mừng thọ lần trước, ngươi đã chọn ra người tuyển kế vị. Ngài thưởng thanh binh khí kia cho lão nhị để hắn bảo vệ lãnh thổ An quốc. Ngài thưởng ta như ý, nói dễ nghe thì là để cho ta như ý an vui, nhưng chỉ là muốn cho ta làm một thái bình vương gia. Thử hỏi các triều đại đổi thay có hoàng đế nào có thể như ý an vui? Cho dù là phụ hoàng ngài tại vị nhiều năm như vậy, lại có gì thật sự như ý an vui? Ngài rõ ràng là đã quyết định đem thái tử ta miễn, thế nhưng ngài lại nói gì với tên mập mạp này, không cần ban thưởng, hừ hừ hừ. Trong thiên hạ cũng chỉ có hoàng đế không cần ban thưởng, ngươi cho rằng ta nghe không hiểu sao? Đại ca, ngươi nhất định là hiểu lầm phụ hoàng. Chỉ dựa vào vài câu nói đùa, ngươi làm sao lại có thể phỏng đoán kết luận phụ hoàng muốn phế vị trí thái tử của ngươi như thế. Nghe được lời này, Vĩnh Ninh Ngây thơ không khỏi ngửa cổ, trợn mắt lên tiếng, trong mắt bàn tử lại lóe lên ánh sáng thâm thúy, từ đầu đến cuối không nói một câu hoàng đế lạnh lùng nhìn thái tử bất đắc dĩ thở dài thái tử đây chính là lý do ngươi nhiều lần phái người ám sát lão tam sao vĩnh ninh giật mình bất khả tư nghị nói đại ca đã từng muốn giết tam ca thái tử nhếch miệng cười một tiếng từ chối cho ý kiến ban tử vẫn như cũ giữ im lặng nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh tựa hồ đều hiểu trong lòng đạm mặc gật đầu hoàng đế thở dài lên tiếng thực ra việc này trẫm đã biết từ rất nhiều năm trước thái tử phái ra từng đợt từng đợt sát thủ chưa bao giờ đứt đoạn thậm chí từ lần đầu tiên chấm phái lão tam đi phong lâm thành làm việc rời xa đế đô nghìn vạn dặm sát thủ kia cũng đuổi sát theo nhất là sau tiệc mừng thọ của chấm lần trước tần suất sát thủ hành động càng nhiều hơn thế nhưng việc này lão tam chưa bao giờ cùng chấm nhắc qua mảy may có điều hắn có lẽ đã nắm chắc đúng không thông nhi vâng phụ hoàng ban tử rốt cục lên tiếng trong mắt lóe lên một tia sắc bén bình tĩnh gật đầu hoàng đế cười nhạt một tiếng thản nhiên nói như vậy vì sao ngươi không nói cho chấm không có chứng cứ nói trắng ra vậy không bằng không nói ban tử cười khổ lắc lắc đầu coi như chuyện đương nhiên nói gật đầu trong mắt hoàng đế tràn đầy vẻ tán thành đại trượng phu làm việc phải biết ẩn nhẫn điểm này chính hợp đế vương tri đạo thái tử ngươi nói chấm yêu chuộng lão tam không sai xác thực như thế nhưng ngươi bây giờ đã biết vì sao chấm lại yêu chuộng hắn ngươi quá cố tại lễ hóa không nói còn không giữ được bình tĩnh muốn đánh bại đối thủ hoặc là không làm muốn làm thì nhất kích tất sát như những năm gần đây người xuất thủ cũng không phải là ít nhưng không có một lần thành công chẫm vô cùng thất vọng về người Da mặt nhịn không được run run thái tử hung hăng cắn môi toàn bộ khuôn mặt đều giận đến tái nhợt vĩnh ninh thì bất khả tư nghị nhìn phụ hoàng của mình khó có thể tin nói phụ hoàng ngài ngài đang nói cái gì ngài làm sao có thể đồng ý để bọn đại ca tàn sát lẫn nhau như thế vĩnh ninh đây chính là lý do chẫm không muốn người biết quá nhiều ngai vàng đế vương chỉ có một nếu muốn ngồi lên chỉ có thể chém giết đến khi trở thành người cuối cùng cũng chỉ có người này mới là đủ tu cách để thống ngự cường giả thiên vũ có thể vững vàng thủ hộ giang sơn vũ văn gia tộc chúng ta bất giác thở dài trong mắt hoàng đế cũng hiện lên vẻ đạm mạc yêu thương nhìn thấy ba người huynh đệ bọn họ thù địch lẫn nhau giết đến đầu rơi máu chảy chấm cũng không đành lòng nhưng đây chính là thiên đạo khôn sống mống chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chỉ có như thế đế vương chi tài mới có thể chân chính xuất hiện nhất tướng công thành vạn cốt khô chấp trưởng sinh sát thành tu la một ngày cuối cùng thực sự hoàng đình vị ai biết rõ dưới thân thi khắp núi hoàng đế xuất khẩu một chàng ban tử một mặt bình tĩnh khẽ gật đầu vĩnh ninh dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người hai hàng thanh lệ không ngừng chảy ra nàng cuối cùng là đang sống trong loại gia tộc khỉ khô gì phụ thân dùng kế với nhi tử nhi tử mưu nghịch phụ thân thực chất bên trong tất cả mọi người đều không có một chút thân tình nào có thể nói sao bốp 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 tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên thái tử chậm rãi vỗ vỗ tay ta cười nói phụ hoàng ngài nói thật sự là quá có đạo lý không sai chỉ có người sinh tồn đến sau cùng mới xứng đáng ngồi lên thanh long ỉ này bản điện chính là người cuối cùng kia nếu phụ hoàng đã hiểu được như thế vậy thì mời phụ hoàng nhanh chóng hạ chiếu đi cũng thuận tiện cho nhi thần đăng cơ danh chính ngôn thuận đúng không ha 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 thái tử trẫm chưa từng nói qua ngươi xứng đáng leo lên thanh long ỉ này hả bất giác mỉm cười cười một tiếng hoàng đế khinh miệt nói Thái tử cười lạnh, coi như chuyện đương nhiên nói, là phụ hoàng ngài nói, kẻ sinh tồn đến sau cùng mới là vương giả. Hiện tại rất hiển nhiên, ta đã đánh bại tất cả mọi người, bao gồm cả đương kim hoàng đế ngài. Ta mới thật sự là thiên mệnh sở quy, sở hữu đế vị. Chẳng còn chưa nói hết, ngươi trước không nên gấp gáp như vậy. Cười nhẹ lắc lắc đầu, hoàng đế đạm mạc lên tiếng, "Thái tử, ngươi thật là xuất thủ đủ tàn nhẫn, thời cơ này cũng chọn không tệ, không lỗ mãng như lão nhị. Nhưng, lòng dạ ngươi quá mức nhỏ nhen, khó chứa thiên hạ, không xứng là quân." mà ánh mắt cũng có chút thiền cận tựa như vừa mới nãy chấm ra đề tài thảo luận ngươi chỉ lo trước mắt lại không để ý lâu dài không biết quan sát cục diện không theo kịp lão tam vậy nói nhảm ta còn tưởng rằng ngươi đang kiểm tra tình thế của chúng ta ai biết là quốc sách đâu trong mắt bất giác chừng một xe ái thái tử tức giận hừ lên tiếng mỉm cười lắc lắc đầu hoàng đế khinh bỉ nói đây chính là một nguyên nhân khác khiến ngươi không xứng là quân quân giả phải tự có khả năng phán đoán ha có thể tùy ý phỏng đoán tâm tư người khác theo quân phụ họa sàm ngôn bị tục chính là nô tài chi tướng không phải là hành động của đế vương nếu ngươi là đế liền nên tự có chủ kiến để cho người khác phỏng đoán còn ngươi thì không cần đủ rồi phụ hoàng ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà chớ có tiếp tục xính miệng lưỡi chi biện mau đem giang sơn thiên vũ giao cho ta thái tử hung hăng vung tay nổi giận lên tiếng hoàng đế cười lạnh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khiếp người hừ 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 thái tử ngươi muốn ngồi phía lên cái ngai vàng này sao còn chưa xứng người tới hộ giá có trộm chó vừa dứt lời hưu 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 mấy đạo tiếng xé gió vang lên năm vị hộ vệ thần chiếu liền xuất hiện ngăn trước người hoàng đế thấy tình cảnh này thái tử nhưng cũng không nóng nảy ngược lại xùy cười một tiếng nói ha 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 phụ hoàng vì tiêu diệt thế lực của chắc phàm ngài đã đem hết chiến lực xuất ra hộ long thần vệ cùng quỷ ảnh vệ đều đã phái đi chỉ còn lại đám tàn binh bại tướng đang kéo dài hơi tàn sau mấy lần đại chiến không thể dùng người tới bắt lấy bọn họ siêu siêu, siêu lại là mấy đạo tiếng xé gió lên sau lưng thái tử cũng xuất hiện 10 bóng người cường hãn đều là cao thủ thần chiếu không thể nghi ngờ kể từ đó bên thái tử có 10 người hoàng đế bên kia chỉ có 5 người vừa nhìn liền biết cao thấp hoàng đế rõ ràng đã rơi xuống thế hạ phong nhưng hắn lại không thấy bối rối chút nào quát lạnh một tiếng nói lên vừa dứt lời những hộ vệ thần chiếu kia liền kiên trì xông lên mà thái tử cũng phất phất tay những cao thủ thần chiếu cũng lập tức khí thế mãnh liệt xông lên trong lúc nhất thời trong hoàng đình phong vân biến ảo gió tanh mưa máu người bên hoàng đế tuy từng cái đều hung hãn không sợ chết nhưng dù sao nhân số so với đối phương cũng ít hơn một nửa cũng không phải là cao thủ tuyệt thế gì sau khi liều mình không đến một phút liền đã rơi vào hạ phong thái tử nhất miệng lên tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi nhưng trên mặt hoàng đế lại không kinh hoàng chút nào vẫn như cũ một mặt vẻ đạm nhiên thông nhi vĩnh ninh sau hoàng tọa của trẫm có một mật đạo xoay long đầu bên tay trái một cái liền có thể mở ra các ngươi tranh thủ thời gian đi vào bên trong chấm sớm đã chuẩn bị tốt truyền quốc ngọc tỷ các ngươi mang theo nó đi tìm bọn thác bạt nguyên soái có lẽ bây giờ bọn họ đã bắt được đám chắc phàm tại phong lâm thành đang khải hoàn hồi chiều các ngươi lấy tên cần vương tên để bọn họ giúp các ngươi trở lại vị trí cũ bọn họ cần ta thực hiện hứa hẹn giao ra 10% quốc thổ chỉ khi có ấn giám truyền quốc ngọc tỷ mới có thể có hiệu lực cho nên bọn họ chắc chắn sẽ giúp ngươi khí tức của hoàng đế đã vô cùng yếu ớt nhưng vẫn như cũ cầm cự một hơi tỉ mỉ dùng mật ngữ nói thân thế bàn tử nhịn không được mà chấn động nhìn về phía hoàng đế song ánh sáng lưu chuyển trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp thì thào lên tiếng phụ hoàng người phụ hoàng không còn nhiều thời gian ta sẽ giúp ngươi diệt trừ một chứng ngại sau cùng đi thôi khóe miệng sẹt qua đường cong vui vẻ hoàng đế khoan thai lên tiếng phụ hoàng vĩnh ninh hét lớn một tiếng đã là khóc đến nước mắt như mưa thế nhưng bàn tử nhìn lấy ánh mắt tràn đầy từ ái của hoàng đế thì trong lòng như đang bị đau xoắn do dự nửa ngày cũng không động đậy mà lúc này cao thủ bên hoàng đế đã tổn thất hai người mắt thấy sắp không chịu được hoàng đế kỳ quái liếc hắn một cái nghi ngờ nói thông nhi vì sao còn không đi ngươi hẳn không phải là người lề mề chậm chạp như thế trầm ngâm nửa ngày bàn tử cuối cùng thở sâu trong mắt trào lên một đạo tinh quang bình tĩnh lên tiếng phụ hoàng chúng ta không cần đi bởi vì đại ca hắn không thắng được ta bất giác khẽ giật mình hoàng đế nhìn bàn tử thật sâu lại không rõ ý đúng lúc này tiếng xe gió đột nhiên vang lên một đạo kiếm mang màu trắng đột nhiên sạch qua hư không lóe lên liền biến mất sau một khắc thập đại cao thủ thần chiếu bên thái tử liền trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo máu chảy đằng đằng ngã nhào xuống đất trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại thái tử không khỏi giật nảy cả mình tiếp lấy dương mắt nhìn sang hướng người tới lại càng là ngăn không được hít sâu một hơi chỉ thấy người này thân mang áo trắng áo khuyết tung bay tiên phong đạo cốt trong tay cầm một cây tiêu ngọc xanh biếc hiện ra ánh sáng xanh trong suốt lại chính là một trong ngũ đại hộ long thần vệ của hoàng thất ngọc tiêu kiếm thần phương thu bạch không thể nghi ngờ phương thu bạch ngươi ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ngươi hẳn phải là đã bị phụ hoàng phái đi hiệp trợ đại quân khuyển nhung mới đúng thái tử sợ hãi không khỏi ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt sau đó hung hăng nhìn chằm chằm về phía hoàng để nói phụ hoàng đây cũng là ngươi an bài thế nhưng trên mặt hoàng đế đồng dạng là một mảnh vẻ mờ mịt không hiểu lên tiếng phương tiên sinh chấm hẳn là không hề chịu ngươi trở về Phụ hoàng, là ta để hắn trở về." Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc mà thân cận ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mí mắt hoàng đế hơi hơi nhảy một cái, bất khả tư nghị quay đầu nhìn qua, lại thấy đôi mắt lớn chừng hạt đậu của Tam hoàng tử hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, thực ra, hôm nay cũng là ngày nhi thần động thủ, lão sư hắn sớm đã quyết định muốn trợ nhi thần một chút sức lực. Thân thể không khỏi lạnh run, hoàng đế nhìn bàn tử rất lâu, sau cùng lại là lắc đầu cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: thông nhi chấm cả đời gặp qua vô số loại người có thể nói tay trưởng đại cục nhưng vạn vạn không nghĩ đến sau cùng một mực không nhìn thấu được người dĩ nhiên lại là ngươi thông nhi ngươi thật đúng là con trai ngoan của chấm bất giác khẽ cắn môi hoàng đế trùng điệp lên tiếng trong mắt chớp động lên nước mắt óng ánh không biết là kích động hay là phẫn nộ có chút không dám nhìn vào hai mắt hoàng đế ban tử chấm rãi quay đầu đi thản nhiên nói phụ hoàng lúc trước không phải ngươi đã nói hoặc là không động thủ hoặc là nhất kích tất sát đúng vậy nhất kích tất sát hở dài một hơi trong mắt hoàng đế có chút u ám tuy hắn rất vui vẻ khi nhi tử của hắn có thể trò giỏi hơn thầy lam mà thắng vu lam nhưng khi chuyện tới thân mình trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thấy hiu quạnh dù sao đối với mấy cái nhi tử này hoàng đế hắn ai cũng từng tính kế qua duy nhất không có tính kế qua tên mập mạp này nhưng đây cũng không phải là hoàng đế đối đãi với hắn khác biệt mà chính là tiểu tử này những năm gần đây ẩn tàng đến thực sự quá tốt khiến hoàng đế căn bản không bắt được cái đuôi có thể tính kế nào giống hai cái hoàng tử kia thái tử tham lam dối trá nhị hoàng tử lỗ mã thành thói đều rất dễ bị sử dụng duy chỉ có lão tam này ẩn tàng thật sâu nước không lọt một giọt cho tới bây giờ mới lộ ra răng nanh có thể xé rách hết thảy cho nên vô luận là thái tử hay là nhị hoàng tử ra tay với hắn hoàng đế đều có thể vui vẻ đối mặt dù sao cũng là người phụ thân hắn xuất thủ trước nhưng duy chỉ có đối mặt với ma trưởng do lão tam này rũi ra lòng hắn lại là ngăn không được đau xót nói như vậy lão tam ngươi đã sớm biết thái tử muốn hạ độc ta đi trong mắt một trận hiu quạnh hoàng đế thở dài lên tiếng trầm ngâm một trận ban tử khẽ gật đầu ta bố trí thám tử ở bên cạnh hắn nhưng điểm này phụ hoàng không phải cũng đã rõ ràng từ lâu sau lấy sự cẩn thận của phụ hoàng chỉ cần phụ hoàng không muốn ai có thể hạ độc ngài cái gì lời vừa nói ra thái tử cùng vĩnh ninh đều nhịn không được thân thể cùng nhau chấn động bất khả tư nghị nhìn sang cười khổ gật gật đầu hoàng đế nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí hớn hở nói đúng vậy chấm cũng biết nhưng chấm càng biết thân thể chấm càng ngày càng tệ cách ngày đại nạn không bao xa nếu là có thể nhờ vào đó khiến thái tử mang tội mưu nghịch giết quân đối với ngươi sau này cũng là vô cùng tốt trong mắt nhịn không được co rụt lại thái tử nghe được lời này cái mũi đều sắp nổ tung một mặt ủy khuất nói phụ hoàng ta cũng là thân sinh nhi tử của ngài vì sao ngươi vì hắn mà muốn mưu hại ta không phải mưu hại chỉ là dẫn đạo nếu ngươi không có lòng tham lam hôm nay sao có thể sinh ra kết quả này khinh thường bĩu môi hoàng đế khoan thai lên tiếng tất cả mọi thứ đều là nhân quả thánh nhân có nói vô dục tắc cương câu nói này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm được ban tử khẽ gật đầu không người bái hạ nói nhi thần thụ giáo không là chấm lĩnh giáo chậm rãi lắc đầu hoàng đế khoan thai lên tiếng thực ra khi vừa mới ra đề tài thảo luận chấm thật sự đang cho thái tử một cơ hội cuối cùng nếu hắn trả lời thỏa đáng chén thuốc chấm chưa chắc sẽ uống đến lúc đó ngươi sẽ quyết định như thế nào thông nhi lông mày khẽ run một cái ban tử trầm ngâm một chút cuối cùng trong mắt ngưng tụ kiên định lên tiếng nhất tướng công thành vạn cốt khô nhi thần sẽ không lưu thủ tốt chấm quả nhiên không chọn lầm người lúc cần xuất thủ thì xuất thủ nhất kích tất sát tự thành cơ nghiệp bất thế cho dù người thân của mình cản ở trước người cũng không chút lưu tình nghiền ép đi lên đây là đế vương tri đạo hoàng đế hài lòng gật đầu trong mắt đều là vẻ tán thưởng thái tử hung hăng cắn môi không cam lòng Vĩnh Ninh công chúa nhìn thấy từng cảnh tượng này đã hoàn toàn ngây người, khó có thể tin lắc đầu, điên cuồng hống nói, người điên, người điên, các ngươi đều là người điên. Nói xong, nước mắt chảy ngang chạy ra bên ngoài đại điện, thế nhưng là nàng chưa kịp chạy ra được mấy bước, lại đùng một tiếng, đụng vào một lồng ngực rộng lớn, nhất thời lắc mình liền muốn ngã xuống, lại được một cánh tay cường tráng bắt lại. Ai, rất lâu không thấy, tính tình nôn nôn nóng nóng của công chúa ngươi vẫn không thay đổi một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai tất cả mọi người ba người hoàng đế đều nhíu mày trong lòng nhịn không được chấn động ngẩng đầu nhìn về phía trước vĩnh ninh cũng hơi chậm lại nâng lên khuôn mặt đáng yêu nhìn về thân ảnh quen thuộc phía trước mặt tà dị tiếu dung của chắc phàm nhất thời xuất hiện bên trong ánh mắt tất cả mọi người á à đù trác chắc, chắc phàm chắc phàm đủ đủ vĩnh ninh nhìn thấy chắc phàm liền liều lĩnh bổ nhào vào trong ngực hắn ôm hắn thật chặt khóc lớn than thở khóc lóc điều này không khỏi làm vị thiên hạ đệ nhất đại quản gia một đầu mơ hồ chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó không biết nên như thế nào vân sương đứng bên cạnh chắc phàm nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không biết là tại sao lại cảm thấy có chút không thoải mái liền nhẹ nhàng lôi kéo quần áo vĩnh ninh khuyên lớn vĩnh ninh ngươi làm sao vĩnh ninh công chúa không trả lời chỉ ôm thật chặt hắn khóc lớn vĩnh viễn không thôi thiên vũ tứ hổ thấy thế thì bất giác bất đắc dĩ bĩu môi đậu xanh khứa chắc phàm này số hưởng vãi thằng tám hộp sữa thằng không hộp nào làm sao vận đào hoa hết lần này tới lần khác luôn để nguyên soái bắt được chứ so với nhau nguyên soái cũng không đẹp trai hơn chúng ta bao nhiêu không phải là bởi vì hắn là nguyên soái bên trong có chữ soái nên được nữ tử hoan nghênh chứ lạc vân hải cũng vừa đỡ cái chán vừa bất đắc dĩ trợn mắt một cái ai may mắn hiện tại là bà chị gái như bình giấm chua của hắn không có mặt tại đây nếu không sẽ lại đại náo một trận cao mặt tạt axit các kiểu con đà điểu chỉ có mấy vị tâm phúc của Trác Phàm là Lệ Kinh Thiên, Cư Viêm Hải, thấy tình cảnh này, tựa hồ nhìn nhiều thành quen, liếc nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười mập mờ. Vận hoa đào của Trác quản gia này cũng quá mạnh, đến chỗ nào đều có người ngã vào, hắc hắc hắc. Nhìn Nguyệt công chúa ở dưới thân không biết còn muốn khóc đến ngày tháng năm nào, Trác Phàm một trận chân tay luống cuống, thậm chí ngay cả tay cái kia nên để chỗ nào cũng không biết cuối cùng đành phải nhẫn tâm ai thán một tiếng giơ tay chém xuống đùng một tiếng làm một cái thủ đao lúc này đem nàng đánh cho ngất xỉu lần này người bên cạnh hắn triệt để trợn tròn mắt nhất thời hóa đá ây chắc quản gia ngài làm thế là có ý gì ngơ ngác nhìn chắc phàm lệ kinh thiên đờ đẫn chắc phàm đem vĩnh ninh dao vào trong tay vân sương đang một mặt si ngốc ở một bên khẽ nhún nhún vai coi như chuyện đương nhiên nói nha đầu này khóc đến phát phiền không có cách nào trước hết để cho nàng an tĩnh một chút ta đi chỉ một thoáng mọi người tức đến sạm mặt lại trong lòng thầm than chắc quản gia cũng quá đơn giản thô bạo đi chưa nói người ta chỉ là một nữ tử tay chói gà khâu chặt, vẻn vẹn chuyện người ta là công chúa chi tôn, ngài liền không thể đối xử với người ta như thế, cũng quá vô lễ. mà thiên vũ tứ hổ thì càng là khóc không ra nước mắt, im lặng vấn trời cao. vì sao một tên nam tử đần độn như thế lại được nhiều nữ tử truy phủng như vậy? bốn đại soái ca bọn họ thì lại không người hỏi thăm chứ? khi vân Sương nhận lấy hảo tỷ muội của mình, vĩnh ninh công chúa cũng là hung hăng chừng mắt nhìn chắc phạm trong mắt đều là oán trách chi sắc, nhưng không biết sao, trong lòng cũng không ghét bỏ, ngược lại còn có loại cảm giác mừng rỡ. Tối thiểu, cái này biểu thị chắc phàm đối với nàng ta căn bản không có ý tứ kia. Gọi tới một tên cận thị đã sớm bị một đám hung thần ác sát dọa đến run rẩy sau khi để hắn đem Vĩnh Ninh công chúa đưa về. Đoàn người chắc phàm rốt cục cũng xảy bước đi vào bên trong đại điện. Mà người thao túng tất cả mọi thứ hậu trường, đương kim hoàng đế thiên vũ, rốt cục xuất hiện trước mặt bọn họ. Thời điểm tính toán tổng nợ đã đến lạnh lùng nhìn đoàn người chắc phàm đang trầm chậm, chậm đi tới hoàng đế thở ra một ngụm chọc khí tuy không thể tin được nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhắm mắt lại ai bại triệt để bại ban tử nhìn thấy chắc phàm trong mắt phun trào tinh quang không biết đang suy nghĩ gì lại không lên tiếng ha 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 bệ hạ chúng ta lại gặp mặt bất giác cười khẽ một tiếng chắc phàm vui vẻ đứng ở trước mặt hắn nhìn lấy khuôn mặt tràn đầy hắc khí hiển nhiên là đã độc khí công tâm bất giác cười ra tiếng nói thế nào trong nhà bệ hạ xảy ra tranh chấp sao đám người ở sau lưng bất giác đều che miệng lại, cười khẽ một tiếng. Đều đã sắp bắt đầu liều mạng, coi như gia đình phân tranh, có cửa nát nhà tan thì tính là gì. Không để ý đến lời chế nhạo của hắn, hoàng đế chỉ chăm chú nhìn chắc phàm không thả, thật lâu sau mới bất đắc dĩ nói, các ngươi đã xuất hiện ở đây, xem ra thác bạt thiết sơn đã bại, những hộ long thần vệ cùng quỷ ảnh vệ của chấm cũng không trở về được nữa, đúng không? Đây là đương nhiên, chắc phàm ta làm việc, có lúc nào lưu thủ qua, chắc phàm cười cười, thản nhiên đáp. Khẽ nhíu mày một cái, tuy hoàng đế sớm đã đoán được nhưng khi chính thức nghe được câu trả lời chắc chắn của trác phàm trong nội tâm vẫn là không nhịn được mà cuồn cuộn nổi sóng lại bất đắc dĩ nhắm mắt lại thở dài lên tiếng khí tức nhất thời liền uể oải không ít thật lâu sau hoàng đế mới lại mở ra hai mắt vẻ mặt hiện lên nghi ngờ nói thế nhưng chắc phàm chấm hiểu rõ thực lực lạc ra các ngươi rõ như lòng bàn tay ngươi hẳn là không nên có đủ năng lực để lật bàn sao lại thế ha 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 chuyện này chỉ có thể nói bệ hạ ngài còn không hiểu ta bất giác khẽ cười một tiếng chắc phàm quay đầu liếc nhìn nhóm người bên mình tất cả bọn họ liền cùng nhau cười to lên không sai trước kia thế lực của lạc nhà xác thực nằm trong lòng bàn tay hoàng đế lật không nổi sóng gì nhưng ai có thể nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi chắc phàm có thể luyện ra một chi quân đoàn chiến khôi đi đối phó mấy triệu tinh binh thắc bạt thiết sơn lại từ ma sách tông mượn tới khu vinh ngũ lão đối phó tam đại trưởng lão ngự thú tông bên phía khuyển nhung chỉ cần hai cỗ thế lực này liền đủ để thay đổi càn khôn đây là thứ mà hoàng đế vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến nhất là chuyện chắc phàm thế mà còn có quan hệ cùng ma sách tông nếu là hoàng đế sớm biết được tầng quan hệ này mà nói hắn tuyệt không dám tùy tiện động thủ thậm chí đem toàn bộ kế hoạch triệt để ngâm nước nóng cũng là có khả năng đáng tiếc hắn không biết cho rằng mình đã nắm giữ hết thảy bày mưu tinh kế khăng khăng chấp hành mới rơi vào đại bại như hôm nay mà người bên cạnh chắc phàm lúc này lại đều đã biết nội tình bên trong bất giác tất cả đều là một bộ người thắng lợi liên tục cười lạnh nhìn hoàng đế trong lòng đã rõ ràng hết thảy tuy hắn còn không biết mờ ám trong này nhưng cũng tương đối rõ ràng chắc phàm nhất định là đã làm ra đại động tác hắn khó có thể tưởng tượng mới có thể chuyển đổi âm dương chuyển bại thành thắng mà hết thảy tất cả cơ hội đều cần một điều kiện tiên quyết chính là phải hiểu rõ toàn bộ đại cục mới có thể hoàn thành sau đó hoàng đế lại hỏi chắc phàm ngươi có phải đã sớm biết trẫm cùng khuyển nhung hợp tác mới có thể chuẩn bị từ sớm đúng không nhưng sự kiện này vô cùng bí mật người am hiểu không nhiều cho dù là người thân cận của trẫm cũng không biết nhiều ngươi lại là từ đầu biết được khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị chắc phàm liền chìa tay đem vân xương đẩy lên phía trước cười khẽ một tiếng giống như bệ hạ trước kia có nghi hoặc hỏi tế tư sương nghi cô nương là trợ thủ năm đó đại tế ti vân huyền cơ đưa cho ta giúp ta đoán mệnh khán thiên ta đã sử dụng vô cùng triệt để ha 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 nghe được lời này hai gò má vân xương bất giác đỏ bừng không biết lại nghĩ đến chỗ nào rồi tế tư phủ thiên mệnh chi đồng chỉ có thể nhìn xu thế khí vận cũng không thể xem chi tiết điểm này chậm biết nhưng chuyện chấm cùng khuyển nhung liên thủ tuyệt không có khả năng có thể từ bên trong khán thiên nhìn ra hoàng đế khẽ híp mắt nhìn vân sương thật sâu lại chậm rãi lắc đầu từ chối cho ý kiến gật đầu chắc phàm cực kỳ tán đồng nói không sai sương nhi xác thực không biết chân tướng bên trong nàng chỉ biết người nào khí vận yếu người nào khí vận mạnh người nào thích chọc chóa người nào nhanh phát tài chỉ thế thôi nhưng chỉ như thế cũng đã đủ khóe miệng xẹt qua đường cong tự tin chắc phàm khoan thai lên tiếng tiếp tục nói lúc trước khi sứ đoàn khuyển nhung đi vào đế đô khí thế khuyển nhung cực kỳ thịnh vượng bởi vì bọn họ vốn chính là tới đây để lấy lợi ích khí thế của đế vương môn cùng gia các trường phong cũng tăng trưởng theo cũng là hợp tình hợp lý nói không chừng bọn họ cũng có liên quan đến khuyển nhung hoặc là nói hành động của khuyển nhung có lợi đối với bọn họ mà tại đoạn thời gian kia khí vận lạc ra lại vừa vặn giảm xuống nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý mặc kệ khuyển nhung hành động như thế nào cho dù không nhằm vào lạc gia nhưng cũng gây nên đại loạn căn cơ của lạc gia lại yếu chịu ảnh hưởng cũng là bình thường thế nhưng là thế mà lời nói xoay chuyển chắc phàm chăm chú để mắt tới hai con ngươi của hoàng đế khóe miệng sạch qua đường cong tà dị khoan thai lên tiếng vì sao người khuyển nhung đến khí vận của bệ hạ cũng tăng theo mà còn tăng trưởng thịnh vượng nhất trong bốn nhà cái này liền khiến người ta không thể lý giải dù sao khuyển nhung cùng thiên vũ luôn là địch người khuyển nhung đến sao lại có thể làm tăng khí vận của bệ hạ về phần bệ hạ cùng khuyển nhung hợp tác ta nghĩ cũng không dám nghĩ dù sao đây cũng là một cấm khu cho dù là hoàng thất lộ ra xì căng đan như thế cũng lại không còn tư cách chấp trưởng thiên vũ cho nên khi đó ta để sương nhi xem đi xem lại nhưng vẫn như cũ là tình thế như thế như vậy chỉ có thể nói sau khi bài trừ các khả năng khác đáp án còn lại cho dù không hợp lý nhưng chính là sự thật bệ hạ ngài thật coi trời bằng vung cùng ngoại địch khuyển nhung hợp tác cho nên kể từ lúc đó ta cũng bắt đầu bố trí hết thảy để bọn lệ lão đào động giấu binh chuẩn bị đối kháng đại quân khuyển nhung sắp đánh tới Chắc phàm nói đến chỗ này, lại không tiếp tục nói nữa. Hoàng đế chăm chú nhìn hắn thật lâu, cuối cùng tán phục gật đầu, "Chắc phàm, ngươi rất thông minh, có được thánh nữ tương trợ, lẽ ra nên có thành tựu này." Bệ hạ quá khen, thực ra bệ hạ mới thật sự là người thông minh, chỉ là ngài khư khư cố chấp, đem người bên cạnh đều đuổi ra. Bao gồm đám người Vân Huyền Cơ, Độc Cô Chiến Thiên, Gia Cát Trường Phong, đều là như vậy. Chắc phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, vuốt cằm. Vân Dương nghe được, lại không khỏi sững sờ, nhìn về phía Trác Phàm nói: "Ngươi, Ngươi nói cái gì, ra ra của ta, hắn. Sương Nhi, ta biết rõ ngươi đối với cái chết của Vân Lão một mực canh cánh trong lòng, lúc trước ta đã nói qua, sẽ thay ngươi báo thù, nhưng khi đó thời cơ chưa tới. Hiện tại, ta liền đem ngươi đưa đến trước mặt kẻ thù, để ngươi tự báo thù. Chắc phàm đạm mặc gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía hoàng đế nói, ta nói không sai chứ bệ hạ, người lúc trước sát hại Vân Huyền Cơ, cũng là ngươi sai xử. Vân Dương giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía bóng người càng lúc càng uể oải, hai mắt đỏ ửng, là ngươi hoàng đế cũng không phủ nhận gật đầu đại tế ti chính là trọng thần phụ quốc của trẫm mọi chuyện trẫm đều kho người thỉnh giáo cho nên chuyện hắn biết cũng rất nhiều đến sau cùng hắn rốt cuộc cũng biết được kế hoạch của trẫm liền cực lực phản đối thậm chí còn đầu nhập vào phía chắc phàm phản bội trẫm khiến trẫm vô luận như thế nào cũng không thể nhịn được nữa vân gia nhất tộc luôn luôn lấy chuyện cứu vãn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình năm đó thiên vũ khai quốc theo thái tổ cùng một chỗ xuống núi sáng thế cũng hẳn là muốn tạo phúc cho dân đi như lần này bệ hạ vì lợi ích một người lại muốn dẫn ngoại binh nhập cảnh dưới gót sắt khuyển nhung xin linh thiên vũ đồ thán cái này không phải điều vân huyền cơ đại nhân muốn nhìn thấy rơi vào đường cùng hắn chỉ có lựa chọn cầu trợ nơi ta muốn cải biến hết thảy chắc phàm thở dài lên tiếng may mắn không làm nhục mệnh tại hạ cuối cùng cũng gặm được khối xương cứng như cục cớt là đại quân khuyển nhung nghe được lời này hoàng đế gắng sức cười một tiếng trên mặt chỉ có thật sâu bất đắc dĩ đại quân khuyển nhung là thế lực mạnh nhất mà hắn có thể mượn được liền chi đội ngũ này cũng bị đánh bại thật sự là trời không theo ý người mà hai mắt vân sương dĩ nhiên đã muốn tóe lửa song quyền chăm chú nắm lại sắc khí toàn thân ngăn không được mà phát ra chỉ sợ một giây sau liền muốn động thủ giết người độc cô phong thấy thế thì không khỏi vội vàng kho người ôm quyền nói sương nhi cô nương xin bớt giận có thủ cùng hoàng đế này cũng không chỉ có một mình sương nhi cô nương tại hạ có chút nghi hoặc muốn hỏi cho rõ ràng đợi hết thảy cha ra sương nhi cô nương lại động thủ cũng không muộn vân sương trầm ngâm một trận khẽ gật đầu tạm thời đè xuống phẫn nộ trong lòng độc cô phong cảm kích liếc nhìn nàng một cái liền quay người nhìn về phía hoàng đế lạnh lùng nói bệ hạ tại hạ cũng có một chuyện không rõ còn mời bệ hạ giải đáp trăm vạn đại quân khuyển nhung tại sao chỉ trong một đêm đã có thể vượt qua biên cảnh xâm nhập nội địa thiên vũ mai phục chúng ta bằng vào thế lực của độc cô quân chúng ta muốn giấu giếm qua hai mắt chúng ta đi tới nơi này căn bản là không có khả năng ha 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 đó là đương nhiên cho dù là lão quỷ ra các trường phong kia phí hết tâm tư cũng vụng trộm đem vào được 100.000 người mà thôi chấm xem như cũng là thiên tử cũng không có khả năng dưới mí mắt hai đại quốc trụ làm ra dạng mờ ám này cười gật gật đầu hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chắc phàm nói chắc phàm ngươi không phải rất thông tuệ à ngươi đến đoán xem ánh mắt khẽ híp một cái, chắc phàm trầm ngâm nửa ngày, lại mỉm cười cười, yên lặng nói ra năm chữ, ngũ hành chấn quốc thạch. mí mắt nháy lên một cái, trong hai con ngươi của hoàng đế sắp chết bất giác lóe qua một tia kinh ngạc. Độc Cô Phong cũng cả kinh, kêu lên, cái gì? Chính là chấn quốc thạch dùng trong bách gia tranh minh? Không sai, ngũ hành chấn quốc thạch chính là vật hi hữu có không gian truyền tống linh binh, nhất định là được rất nhiều người chú ý. Bệ hạ lấy bách gia tranh minh làm lý do, đem chấn quốc thạch điều ra hoàng thành mà tại thú vương sơn ta cũng đã gặp cô nương khuyển nhung kia chỉ sợ lúc đó bọn họ chính là từ trong ngũ hành trận môn mà đến chờ đến khi bách gia tranh minh kết thúc lúc tất cả ánh mắt mọi người đều đặt trên thân ngự hạ thất gia bọn họ đã lợi dụng vật truyền tống linh binh kia đem đại quân khuyển nhung truyền đến mai phục tại nơi này chắc phàm yên tĩnh kể rõ tựa như tận mắt nhìn thấy vậy sau cùng nhìn về phía phương thu bạch một mực giữ im lặng nói phương tiên sinh lúc đó ngươi là người phụ trách sự kiện này chân tướng chắc là hiểu rõ trong lòng đi trầm ngâm nửa ngày phương thu bạch khẽ gật đầu đạm mạc lên tiếng không tồi ha 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 chắc phàm quả là chắc phàm chấm thật sự đã coi thường ngươi khó trách chấm thất bại triệt để như vậy thì ra ngươi đã xem thấu hết thảy hoàng đế bỗng nhiên vỗ tay liên tục cười to như là trong tiếng cười lại tràn đầy lệ quang có điều tại thời điểm ngươi cùng đế vương môn dây dưa chẳng lẽ tuyệt không lo lắng chấm sẽ đột nhiên ra tay với ngươi tại phong lâm thành đương nhiên sẽ không bởi vì kế hoạch của bệ hạ là diệt bên ngoài trước hết phải yên bên trong nội chính chưa an thì dùng cái gì để cướp bên ngoài trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin chắc phàm tiếng cười ra nói khuyển nhung là trợ lực lớn nhất của bệ hạ sứ đoàn khuyển nhung chính là nơi đầu tiên bệ hạ muốn công phạt tuy bệ hạ một mực khuyến khích đế vương môn cùng lạc gia chúng ta tranh chấp phái đại quân độc cô hộ long thần vệ thống lĩnh quỷ vương tới chỗ chúng ta nhìn như muốn bắt chúng ta khai đao thực ra chỉ là ngụy trang mục đích chân chính là gạt bỏ ra các trường phong cùng độc cô chiến thiên chờ khi triều chính an ổn bệ hạ lại để cho đại quân khuyển nhung đi diệt tiểu gia tộc vốn đã chinh chiến đã lâu thực lực giảm lớn là chúng ta dễ như trở bàn tay hoàng đế không nói gì chỉ yên tĩnh mà nhìn hắn thật lâu mới lại chế nhạo nói vậy vì sao chấm lại không để độc cô chiến thiên đem các ngươi tiêu diệt lại trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi bởi vì bệ hạ vô cùng hiểu tính tình của độc cô lão nguyên soái hắn mặc dù trung tâm với ngài nhưng có một điểm mấu chốt là tuyệt đối sẽ không cho phép ngài làm ra loại chuyện như dẫn ngoại binh nhập cảnh ngài sợ độc cô lão nguyên soái sẽ bởi vậy mà phản nghịch cho nên sau khi trừ khử ra các trường phong tranh thủ khi tin tức còn chưa truyền ra liền quyết định thật nhanh diệt đi đại quân độc cô chỉ sợ khi đó trong lòng ngài lạc gia chúng ta chỉ là tiểu gia tộc có mấy người cao thủ giữ thể diện mà thôi còn chưa rơi vào trong mắt ngài coi như xử lý sau cùng thì cũng không sao chắc phàm khẽ cười một tiếng thở dài nhưng ai biết chính là chúng ta cầm xuống cái thắng lợi sau cùng này nhìn lấy chắc phàm rất lâu sắc mặt hoàng đế đần như cớt ngâm không nói một lời thật lâu sau mới nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí lên tiếng tán thưởng chắc quản gia quả thật là thần nhân chấm lần này bị bại không oan nếu là để chắc quản gia ngồi lên đế vị thiên vũ có lẽ cũng không tệ lời vừa nói ra tất cả mọi người bất giác giật mình nhất là thái tử cùng bàn tử đều cùng nhau nhìn về phía chắc phàm song đồng nhịn không được mà run run chắc phàm này tâm kế quá sâu thực lực lại mạnh như vậy thế lực lại lớn như thế nếu hắn làm đế, toàn bộ thiên vũ này, có ai có thể cùng hắn phân tranh cao thấp một hồi. Trong lúc nhất thời, tim hai người cũng nhảy lên đến cuống họng, yên tĩnh lắng nghe đáp án của hắn. Mỉm cười một tiếng, chắc phàm từ chối cho ý kiến, lắc đầu thở dài, bệ hạ nói này thế nhưng là nói muộn, vì trận chiến này, ta hướng Ma Sách Tông xin mượn người, thiếu một cái đại nhân tình như vậy. Qua chút thời gian liền phải đi báo danh, chỉ sợ không trở về được nhiều lần, đâu còn có thể xưng được đế tôn chi vị thật sao ma sách tông cũng biết việc này cái kia ngược lại là không thể tốt hơn ha 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 bất giác khẽ cười một tiếng hoàng đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mập mạp nói thông nhi về sau ngồi lên vị trí này chớ có lòng tham cho dù mọi người xưng ngươi một tiếng bệ hạ liền phải hoài cảm ân tri tâm trong mắt lóe lên tinh quang chắc phàm bất giác tán thưởng cười nói bệ hạ thật sự là rất khôn khéo good job amazing dù sao ta cùng bàn tử từng có ước định để hắn ngồi lên cái long ỉ này cũng được chờ một chút thế mà đúng lúc này thái tử lại vội vã khoát khoát tay vội vàng đi vào trước mặt chắc phàm tự đề cử mình nói chắc quản gia ngài đã không ngồi lên hoàng vị này cũng không có lòng dìu người khác ngồi lên phía trên vậy liền dìu ta ngồi lên phía trên đi ta thề chỉ cần ta có thể ngồi đến lên chỗ kia về sau hết thảy đều nghe theo ngươi ngươi chính là thái thượng hoàng thiên vũ thái tử hiện tại đã vô cùng rõ ràng chắc phàm đã đến đại thế muốn để người nào làm hoàng đế người đó liền có thể làm hơn nữa theo ngữ khí vừa nãy người lạc gia giống như cũng không muốn ngồi lên phía trên sau đó hắn liền vội vàng ôm lấy bắp đùi liếc mắt nhìn hắn một cái chắc phàm không khỏi cười nhạo khinh thường nói một cái hoàng đế hữu danh vô thực chỉ có thể buôn nước bọt thế mà còn có nhiều người tranh cướp để làm như vậy có ý tứ sao có ý tứ đương nhiên là có ý tứ chỉ cần để cho ta ngồi lên vị trí kia chuyện gì ta đều nguyện ý làm thái tử vội vã gật đầu giống như sợ chắc phàm không đáp ứng mọi người thấy thế thì ào ào lộ ra vẻ khinh bỉ